là cắt chê. Cá làm cá hư hỏng đúng không? Không phải là cá cẳng lắm ơi. Chân này. Con này nè,
thấy không? Nó độn ra nhiều sớ vậy nè. Nhiều lần á, nó có nhiều lần chỗ này là ngon. Rồi ok, lấy bốn con này đi. Đây cắt tôm càng nữa nè. Rồi cứ sốt cà ri ha. Rồi. Cà ri thì chậm thôi kìa. Ừ. Rồi. Thơm lắm các bạn.
thì giòn. Cho thử hào nướng phô mai cho các bạn ha. Và mình chấm với lại muối tiêu ớt ha các bạn, muối tiêu chanh á. Béo lắm các bạn ơi. Hào rất là béo, rất là thơm mùi phô mai. Ngon, rất là ngon. Mình thử ăn cua nha các bạn. Đây là cua sốt tiêu. Xin mời cả nhà. Cua rất là thơm, sốt tiêu rất là thơm. Vị cũng rất là vừa nha các bạn. Và mình chấm thử một miếng bánh mì vô nữa nha. Chấm thử miếng bánh mì vô nha các bạn. Cái vị sốt tiêu rất là thơm các bạn ơi, rất là ngon á. Và món này là món cua sốt muối nước á các bạn. Muối là lòng đỏ, trứng muối với sốt. Thank you.